Xứ Lê Gia chào cả nhà ha. Thì hôm nay vườn em sẽ giới thiệu cả nhà mình 17 cây xứ Thái Ghép. Giá cây em bán hôm nay có giá từ 100.000 cho đến 500.000 một cây. Đơn hàng em gửi đi á, là 2 cây trở lên mới gửi nha cả nhà. Nói chung 2 cây là nằm tầm 200.000 trở lên mới gửi nha. Em gửi hàng đường xe Tô Châu và đường Bưu Điện. Đi Tô Châu để nguyên chậu gửi cho mình. Đi Bưu Điện nhổ ra vũ sạch đất, đóng thùng, hàng giao tận nhà luôn. Rồi mình có cây số 1. Số 1 là ghép Phú Thành, hoa 3 lớp màu đỏ. Phú Thành là một giống hoa cực kỳ rộ luôn nha. Giống này nó cho hoa chùm, hoa rộ mê lắm ạ. Đây, cây tàn bung rộng nha, hàng VIP 10. Cây này 12 bo. 12 bo. 450.000. Mắt ghép của nó là nó dài tầm một gang tay trở lên nha cả nhà. Cái mắt ghép nó ra tựa dài một gang trở lên, 1 đến 2 gang tay. Củ thì cơ bắp nha, tàn tròn. 450.000. Tiếp số 2, một cây hàng VIP nữa. Cây này củ còn xuất sắc nữa nè. Ghép giống Golden Kikada, hoa 3 lớp màu vàng cánh nhỏ. Cây 6 bo, 500.000. Cây này ngắm hoa trên hoa dưới chơi củ luôn nha, củ đẹp luôn. Cây tựa dài, 500.000. Tiếp số 3. Số 3 là Long Thành Gold, 3 lớp đỏ tươi. Bo ghép nó lên là bo vàng thế này đây nè cả nhà. Đây, Long Thành Gold, tàn rộng nha. Cái lá của nó nè, cái lá nó là gân vàng luôn. 3 lớp đỏ tươi, 7 bo, 400.000. Tiếp số 4. Số 4 là Tân Quý, 5 cánh màu đỏ hồng trắng. Tân Quý hoa chùm, cây 10 bo, 150. Cây dưa chậu C10 của bên em, hoành của nó từ 55 đến 65 tùy gốc nha. Còn những củ mà nhổ ra đi Bưu Điện á, nhổ ra vũ sạch đất, em cân ký á, là nó dao động củ từ 4kg cho đến 5kg ngoài. Rồi, số 5. Số 5 là ghép hai màu, quyết thắng 3 lớp đỏ và tím than. Là tím than nha, cây 7 bo, 150.000, hai màu. Số 6. Số 6 Vĩnh Lộc 17, 3 lớp. Cây 4 bo, 100.000. Vĩnh Lộc 17 có hương thơm. Số 7. Số 7 là Cung Điện. Cung Điện với lại Lucky, hai giống màu đỏ, mỗi hoa mỗi nét, hoa 3 lớp. Cây mình 7 bo, 150.000. Cây này thì cái củ nó đang lên vàng, lên phần vàng đây nè nha. Hôm lúc ghép hàng thì nó lên có một phần chỗ này nè. Hôm nay bắt đầu nó lên tới khúc này. Rồi, cây hai giống Cung Điện và Lucky, 7 bo, 150.000. Số 8. Số 8 là ghép mắt đía màu tím sọc với lại thần tài 5 cánh màu đỏ. Cây 9 bo, 150. Số 9. Số 9 Vinh Hoa màu hồng sọc tím. Cây 7 bo, 120. Số 10 Phúc Tấn. Đây, Phúc Tấn 3 lớp nền hồng có sọc hồng đậm đó. Cây đang nụ nè nha, tựa dài. Cây này ghép cái dạng thân ngắn. Cây 4 bo nhưng 4 bo cái ra tựa nhiều nha, nó bung cái tàn mình tròn. Nhìn tàn cây xum xuê, 130.000. 11 Hoàng Thiên Hương màu vàng 9 bo, 150. Số 12 Mộng Yến. Mộng Yến cái giống này có lúc 3 lớp, có lúc 4 lớp nha cả nhà, tùy theo mình chăm sóc nó, đầy đủ chất dinh dưỡng nó ra 4 lớp, hương thơm đậm mùi luôn. Tím sọc đỏ nha. Cây 8 bo, 130. Giống này là hoa cực kỳ rộ. Số 13, Long Thành, 3 lớp màu đỏ tươi. Long Thành, 5 bo, 150. Củ Long Thành này củ rất là già luôn. Cơ bắp, 150.000. 14, Hồng Lila. Hồng Lila màu hồng, viền cánh có viền trắng, cây 7 bo, 100.000. Số 15, Mạnh Long 3, màu vàng viền, cây 5 bo, 150. 16, Phạm Thị Dương màu tím sọc, giống này hoa cực kỳ rộ luôn. Màu tím sọc nha cả nhà. Củ hình hơi quái nữa nè.
cây ghép 6 bo 130 ngàn. Số 17, 17 lip green, màu đỏ viền, đỏ đậm luôn, cánh có viền, có lem lem trắng á, cây 6 bo 100 ngàn, tựa dài. Rồi hôm nay em giới thiệu cả nhà mình 17 cây ha. Cái giá cây em nói đây là giá cây em bán thôi, còn cái phí ship là do người mua mình tự chi trả nha cả nhà. Hiện nay khách mua 10 cây em sẽ tặng mình một cây làm quà nha, mua 5 cây tặng nửa ký phân. Cả nhà mình xem video này, nếu yêu thích cây nào thì cứ gọi theo số máy 0981813055 mình đặt hàng ha. Mình chốt đơn nhanh lẹ là mình gọi điện thoại là chốt lẹ nhất. Còn mình nhắn tin thì khi em bán hàng em rảnh em mới trả lời tin nhắn cho mình được. Nhiều khi mà em rảnh em xem tin nhắn thì đã có khách khác chốt rồi ha. Nên mình cứ gọi thẳng là lẹ nhất. Rồi, cảm ơn cả nhà đã quan tâm và ủng hộ ạ. Chúc cả nhà có một buổi tối ngắm hoa vui vẻ.